Mình chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem là cái số ốc con hôm bữa mình đã ấp đó, bạn bỏ những cái giường nhỏ này nè, là nó khoảng hơn 2 tuần rồi, làm được khoảng bé lớn vậy. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình thả ra ngoài ao, ngoài cái bể luôn nha các bạn. Đây các bạn, cho các bạn xem đây, nó đã bự cỡ đầu đồ ăn rồi. Bây giờ mình thả ra ngoài được rồi đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình thả cái ốc ở trong cái nhà nhỏ này ra ngoài bể. Mình vớt lên được bao nhiêu đây, và ở trong đây nữa các bạn, trong đây mình vẫn thấy chỗ cái bèo này nè, nó bu bám vô cái bèo này nhiều lắm nè các bạn. Đây thấy không, giờ mình đem thả qua cái ra cái ao lớn. Bạn thấy không, nó thả ra như thế này. Mình đã thả lấy bắt ra được một mớ, mình thả ra đây các bạn. Đây nữa. Mình có xem đây này. Đây số con nữa mà mình mới mình bắt hết ra luôn nè các bạn. Giờ trong cái dèm không còn con nào. Giờ mình sẽ tiếp tục thả. Mình sẽ đổ lên cái bèo này đi, tự nó bò đi nha các bạn. Cái mặt mèo này thì lúc nữa thì tự nó bò đi hết rồi nha. Chỗ mình thả như vậy thì nó sẽ chất lượng hơn. Sáng nay mình cũng sẽ kiểm tra luôn bên dưới cái đáy hồ hổng rài nó như thế nào, cũng lại là một cái bao cao su thần thánh dùng làm thiết bị kháng nước cho cái điện thoại cùi bắp của mình. Công nhận cá sạc nó đẻ dữ thiệt. Hôm lúc mà chuẩn bị thả nuôi á, mình chỉ thả có một vài con xuống cho nó ăn những cái lăng quăng và những cái gông cặn á. Nhưng mà bây giờ xuống mình quay phim ở dưới này tìm thấy nó quá nhiều. Wow, hình như có một vài con chết rồi đó, cái con ốc chết rồi.